Có những người rất là kiên trì luôn á, rất là dữ luôn á, mình phải rất là nể luôn. Giống như hôm kia mình mới gặp một bác sĩ, năm nay thì bác cũng 60 mấy tuổi rồi. Thì bác này năm 30 tuổi á, là bác đã hoàn thành cái chương trình chuyên khoa 1 về chấn thương chỉnh hình, làm ở bệnh viện Chợ Rẫy và là lãnh đạo khoa của khoa chấn thương chỉnh hình năm 30 tuổi. Và năm 30 tuổi trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi đó, mà bác này quyết định gì các em biết không? Bỏ nghỉ việc để làm gì? Để đi qua bên Úc. Mà qua bên Úc để làm gì? Để học lại bác sĩ, học lại 6 năm bác sĩ. Thấy ghê chưa? 30 tuổi mà còn dám làm chuyện đó nữa. Thì sau 6 năm bác sĩ đó thì bác này học tiếp 1 năm về sản khoa, rồi sau đó bác học thêm 3 năm nữa về phẫu thuật tạo hình. Tính ra là học lại 11 năm. 30 tuổi mà người ta còn dám làm lại đó, thấy ghê không? Đó, rất là kiên trì luôn. Tại vì đa số bác sĩ ở Việt Nam mình được cho là xuất sắc, nhưng mà khi ra nước ngoài á, họ học lại thì họ chỉ học là điều dưỡng. Nhiều người khác thì người ta chuyển qua ngành khác chứ người ta không đi ngành y khoa nữa. Qua câu chuyện này thì các em sẽ có động lực, là khi mà các em á, có sự quyết tâm gì đó thì các em sẽ làm được, chỉ cần các em có sự kiên trì. Và thật sự là đã có nhiều người thành công như vậy rồi. Thì khi mà mình đã biết được những người thành công như vậy rồi á, thì mình có niềm tin để mà mình đi tiếp. Chứ còn nếu mà mình chưa thấy ai thành công hết trơn á thì rất là khó để mình đi ha. Và các em thấy không, để đạt được thành công nó đâu có dễ dàng đâu. Người ta phải, giống như bây giờ bác này á, là bác này bây giờ là giám đốc trung tâm thẩm mỹ ở bên Úc á, thì mình nhìn thấy bác sĩ này thành công quá, giám đốc của một trung tâm thẩm mỹ, thì mình nghĩ là người ta sống giàu sang phú quý, nhưng mà đâu phải đâu. Người ta phải trải qua một cái quá trình rất là cực khổ, mấy chục năm cực khổ người ta mới leo lên được cái đỉnh vinh quang. Giống như hôm qua anh kể câu chuyện của anh đó, anh học 6 năm đại học rồi, cũng giống như mấy em 6 năm rồi, mà sau đó anh phải học thêm 6 năm sau đại học nữa, thì từ từ anh mới lên được thành công, chứ đâu phải là một bước là ngủ dậy cái anh lên thành công liền đâu. Anh cũng đã qua cái thời kỳ ở nhà trọ, ăn cơm bụi mười mấy năm đó, ăn giết rồi bây giờ là cái đại tràng nó hư hết luôn, chứ đâu có phải là dễ dàng để mà lên cái thành công đâu. Cho nên là khi mà các em gặp khó khăn á thì các em phải vượt qua. Khi mà vượt qua khó khăn rồi thì các em mới trưởng thành được, các em mới giỏi được, các em mới thành công được.